Bạn đã từng ăn hạt dẻ, bạn còn nhớ vị bùi bùi của chúng. Đồ uống hôm nay tôi muốn mang tới bạn đó là trà xanh sữa hạt dẻ. Một trăm năm mươi ml nước cốt trà, mười ml đường, hai mươi ml siro hạt dẻ, hai mươi gram bột sữa, một xúc đá, vị chát của trà xanh, vị bùi bùi của hạt dẻ và vị ngậy của sữa. Bạn sẽ được trải nghiệm ba hương vị này cùng một lúc. Hãy thực hành, thưởng thức và cho tôi biết cảm nghĩ của bạn về món đồ uống này.